Hello, xin chào thể anh em đã quay trở lại video của Hải Bãi nha. Hôm nay thì xin giới thiệu anh em một con máy phát cỏ sược tim 26 nòng 34 ly cho anh em nhé. Con này hàng bãi nhập nguyên cây về nha. Đó, con này thì anh em sử dụng cắt cỏ trong gia đình cực kỳ ok luôn, siêu bền nha. Đó, em tin bãi tất cả zin, gắn cả đầu cước cho anh em luôn rồi nha. Đó, gắn đầu cước tén nổ cho anh em luôn. Mỗi bên cước thì em để ra tầm khoảng 15 phân. Đó. Có chắn cỏ đầy đủ hết nhá. Rồi em sẽ test nổ cho anh em nghe tiếng máy con Estin này nhá. Đây ga lên ga nhá. Nhớt nha các bác nha. Đó, nổ lên ga gắn cước mà lên ga vẫn rất là ngọt ngào. Đó. Tay nắm giật gì nắm gì. Rồi, anh em nào chốt cây này thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05399 nha. Em tặng kèm cho anh em một chiếc dây đeo, một chiếc dao, một chiếc ổ cước và một chai nhớt nha các bác nhá. Và một chai nhớt 1 lít. Đó, trị giá hơn 100.000. Đó thì con này thì bên em đang bán cho anh em với giá là 2 triệu. Bao ship tận nhà nha các bác nhá. Tặng kèm đầy đủ phụ kiện là một chai nhớt này, một ổ cước này, một dao này, một dây đeo này, một típ mở buji này, một tô vít chỉnh này. Đó, có kèm 6 món phụ kiện kèm theo nha các bác nhá. Đó, anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05399 nha. Em xin gửi toàn thể anh em chỉ với 2 triệu đồng một con Estin của Đức nha. Quá rẻ cho anh em luôn nha.